giải đấu VS4 lần đầu tiên được tổ chức tại trung tâm siêu thị điện máy Nguyễn Kim, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trên trang fanpage Sài Gòn Nguyễn Kim đã nhận được rất nhiều sự tham gia của tất cả quý vị khán giả, đặc biệt đó là các game thủ yêu thích bộ môn đó là game VS4. Và đây là một sân chơi mà trung tâm siêu thị điện máy Nguyễn Kim kết hợp với công ty Sony Việt Nam để tạo một sân đấu và giao lưu giữa các game thủ. Và đây là lần đầu tiên tổ chức với một nguồn kinh phí cũng như sự đầu tư rất giá trị lên đến 50 triệu đồng cho tổng giá trị đại thưởng trong ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho sự đầu tư quy mô này, thưa quý vị. Thưa quý vị, trải qua rất nhiều ngày, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 và ngày hôm nay đã là ngày 11 tháng 6 để chúng ta tìm ra từ 100 game thủ còn 24 game thủ. Và ngày hôm nay chúng ta chúc mừng 8 game thủ cũng đồng nghĩa với 8 cơ hội để tranh những giải rất giá trị trong ngày hôm nay. Và đó là trận tứ kết, trận bán kết và trận cao nhất đó là chung kết xếp hạng. Và chúng tôi cũng xin được công bố cơ cấu giải thưởng trong ngày hôm nay. Một giải giá trị nhất trong ngày hôm nay đó là cúp vô địch huy chương vàng cùng cờ lưu niệm và kèm theo một chiếc TV để cho em thủ đạt giải cao nhất, đó là chiếc TV LCD Sony KDL46W650D, và bao gồm giải nhì, một giải nhì bao gồm huy chương vàng và cờ lưu niệm đó là máy ảnh Sony kỹ thuật số DSC WX350, và hai giải ba đó là huy chương đồng cùng cờ lưu niệm, và đặc biệt đó là phiếu mua hàng tại trung tâm siêu thị điện máy Nguyễn Kim quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trị giá 3 triệu đồng một giải. Và quý vị thân mến, trong ngày hôm nay 8 game thủ cùng với các cổ động viên của mình ở đây bằng tất cả niềm đam mê thể thao của mình cổ vũ rất nhiệt tình cũng có cơ hội để nhận được những giải thưởng rất giá trị trong ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng và gửi lời cảm ơn đến cơ cấu giải thưởng rất giá trị trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và bây giờ sẽ là thời điểm mà chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón 8 game thủ trong ngày hôm nay. Sau khi chúng tôi đọc tên thì hãy một lần nữa cho chúng tôi nhìn thấy gương mặt của 8 game thủ ngày hôm nay nha. Bây giờ sẽ là 8 game thủ tham gia vào 3 vòng, vòng tứ kết, vòng bán kết và chung kết xếp hạng. Xin được đồng nghiệp chào đón game thủ Phan Vũ Minh. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào anh ạ, đứng lên nào. Tiếp tục chào đón game thủ Hà Ngọc Nhật. Một tràng pháo tay thật lớn. Và Hà Ngọc Nhật sẽ đối đầu với nhau. Lê Minh Nhật. Và xin chúc mừng 8 game thủ, và ngày hôm nay cơ hội sẽ dành đồng đều cho 8 game thủ bằng những đôi tay mượt mà của mình để trở thành những huấn luyện viên để bước vào giải đấu một cách tốt nhất. Xin được đồng nhiệt chào đón game thủ Hồ Thiện Hưng và Lương Trọng Bình. Chúng ta sẽ di chuyển qua bên tay trái của sân số 2 để cùng bước vào trận tranh giải đấu tứ kết trong ngày hôm nay. Trên trang của Sony Việt Nam thì trò chơi game VS4 đã bán được 40 triệu phiên bản. Điều đó cho thấy đây là một trong những thiết bị vua của giải trí. Và bây giờ các game thủ sẽ bước vào vòng đối đầu.